Hi, hello mọi người, đã quay trở lại với vlog của Nam nha. Hôm nay Nam để Nam bắt nhỏ nhạc rồi để bị bản quyền. Hôm nay Nam đi qua qua đây tới đây hồi hôm qua là tức là chính tay ngày hôm qua chích tay ở Mỹ nha, gặp 10 tay ở Việt Nam á. Sắp tới thì xong cái vlog này thì Nam sẽ có một cái MV nói về mẹ nha mọi người nhé, nói về mẹ. Nghe ngoại nói là qua đây rất là dễ, không phải trên đường nhập cảnh Mỹ thì cũng dễ. Thì không biết thì mọi người có như thế nào nữa. Bây giờ mọi người hãy nghe chuyên Nam nha. Vlog ngày tận cùng người tới tháng 8 lần. Ngày hôm nay thì ở ngoài tiệm nail thì gọi là đông. 7:30 mà một những người trong gia đình Nam thì chưa có về. Mọi người hãy xem tiếp vlog nha. Nhớ bấm like và subscribe cho Nam nhé.